Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, một cơ quan kiểm soát về quy tắc và luật lệ của Anh tuyên bố là Google đã lạm dụng quyền lực trong các cái quảng cáo trên website. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan đặc trách về quy tắc chống độc quyền của Anh trong ngày thứ Sáu đã đưa ra lời kết luận là công ty Alphabet là Google đã lạm dụng cái sự thống trị của họ trong vị trí quảng cáo trên mạng điện tử và giới hạn tất cả những cái cuộc cạnh tranh. Và cái cơ quan này gọi tắt là CMA, tức là Competition and Markets Authority, cho biết rằng là họ tin rằng công ty Google đã sử dụng tất cả những cái phương thức để mà chống sự cạnh tranh, trong đó bao gồm luôn cả việc mà các quảng cáo của họ cũng như là các cái sự trao đổi về quảng cáo của họ có thể gây tổn thương cho hàng ngàn những cái công ty về truyền thông của Anh và các công ty quảng cáo. Chúng tôi phát hiện ra là công ty Google đã sử dụng cái quyền lực về thị trường của họ để mà tìm cách giảm sự cạnh tranh cũng như là có những cái quảng cáo trên các cái trang website của họ. Đó là lời phát biểu của Juliet Ensign, được xem là quyền giám đốc tạm thời của cơ quan CMA của Anh, đã đưa ra lời kết luận trên. Có rất nhiều những cơ sở thương mại vẫn tiếp tục có những cái quảng cáo nội dung miễn phí ở trên cái tập phần rẻ tiền và sử dụng tất cả những quảng cáo để mà có thể tăng lợi nhuận. Tuy nhiên thì họ đã bị vướng rất là nhiều bởi những cái chính sách của Google, trong đó bao gồm luôn việc buôn và bán các sản phẩm. Công ty Google cho biết rằng là họ bất đồng với cái quyết định của CMA và có thể sẽ có một cái phản ứng. Cái kỹ thuật quảng cáo của chúng tôi và công cụ để giúp cho những trang website và những trang app có thêm cái ngân quỹ cho cái nội dung của họ và giúp cho các cơ sở có đầy đủ tất cả những ảnh hưởng tới những khách hàng của họ. Đó là lời phát biểu của Phó Tổng Giám đốc đặc trách về toàn cầu quảng cáo của công ty Google là Dan Taylor đã đưa ra. Trong khi đó thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cũng đã điều tra về những hoạt động của công ty Google trong cái việc mà kỹ nghệ quảng cáo. Trong tháng 6 năm 2023 thì phía của EU đã đưa ra và nói rằng Google có thể đã bán một số những cái công ty quảng cáo của họ để tránh tình trạng bị lo ngại. Và công ty Google cho biết vào tháng 12 là họ sẽ có sự cải thiện trong vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái kết luận của cái cơ quan đặc trách về chống độc quyền của Anh đã đưa ra và có thể sẽ có những trừng phạt với Google. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một số chuyên gia lên tiếng cảnh cáo chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris cần phải có thái độ cứng rắn và những dự tính cứng rắn hơn để đối phó với nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen. Bản tin cho biết thì một số chỉ huy quân sự đã công bố và phản đối cái chính sách của Ngũ Giác Đài trong việc lực lượng quân sự Hoa Kỳ đối phó với sự đe dọa của nhóm Hồi giáo Houthi trên vùng của Hồng Hải và cần phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn. Hoa Kỳ rõ ràng cần phải thực hiện những phản ứng mạnh mẽ hơn nhắm vào Iran là quốc gia cung cấp cho phía Houthi. Cho tới khi nào mà Hoa Kỳ khiến cho Iran tổn phí thì các cái nhóm cuộc tấn công của Hồi giáo Houthi vẫn tiếp tục. Đó là lời phát biểu của một tư lệnh về hưu là Mark Montgomery, một giám đốc hiện nay là giám đốc điều hành của một cái trung tâm về cyber và cải thiện về vấn đề kỹ thuật, đã cho biết như trên, đặc trách về vấn đề gọi là bảo vệ cho một cái nền dân chủ. Chính quyền của Joe Biden đã không theo đuổi một cái chiến lược kiềm chế hữu hiệu hơn nhắm vào Iran và Houthi, bởi vì chính quyền này đang có những sự lo ngại là sẽ khiêu khích Iran và sẽ không có đủ sự lo ngại nhạy bén để mà đối phó với thái độ của Iran. Và nếu quý vị cho phép sự bức hại này tiếp tục không có sự kiểm soát kéo dài thì nó sẽ trở thành một cái thách thức lâu dài và khó mà có thể kiểm soát được. Trong khi đó thì trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ ở tại khu vực của Trung Đông là tư lệnh Michael Kurila đã đưa ra một lá thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mà ông quy trách nhiệm là chính sách này đã thất bại và cần phải có một cái tác hại nhắm vào các cuộc tấn công của Houthi trên vùng biển Hồng Hải. Theo tường trình của tờ Wall Street Journal, ông Kurila gọi đây là một cái chính phủ tiếp cận cái vấn đề này và thế giới, cái nền kinh tế và cả ngoại giao đang gia tăng áp lực rất nhiều cho những cái lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn, gia tăng áp lực với nhóm khủng bố này trong chiến dịch mà họ tấn công vào các tàu di chuyển trên khu vực. Đây được xem là một trong những lời chỉ trích đối với chính quyền Joe Biden khi cho rằng chính quyền Joe Biden đã không làm đủ và thiếu nhạy bén cũng như là thiếu cái sự kiềm chế đối với Iran và nhóm Hồi giáo Houthi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi mà Joe Biden quyết định là cho tăng lương với giới nhân viên dân sự của liên bang, lập tức đã bị chỉ trích bởi nhóm nghiệp đoàn và cho rằng là ông ta đã thất hứa. Bản tin mới nhất cho biết thì các cái nghiệp đoàn của nhân viên liên bang trong ngày thứ sáu đã chỉ trích ông Joe Biden khi mà đề nghị cái mức tăng lương rất là thấp đối với lại các nhân viên làm việc trong liên bang, và trong đó gần như là không đúng với cái lời hứa mà đảng Dân Chủ đã đưa ra trước đó theo tường trình của tờ Washington Post đã đưa ra. Tòa Bạch Ốc vào tuần trước đã gửi lá thư cho Quốc hội đề nghị là tăng mức lương 2% cho những công nhân dân sự của chính quyền liên bang, thấp hơn con số là 7.4% trung bình mà phía đảng Dân Chủ đã từng đề nghị theo tường trình của tờ Washington Post đưa ra. William Shackelford được xem là chủ tịch của tổ chức có tên gọi là National Active and Retired Federal Employee Association, gọi tắt là NARFE, đã chỉ trích chính quyền của Joe Biden trong bản statement ngày thứ sáu, và rõ ràng họ đã không có làm đúng theo cái lời cam kết và mức tăng lương này đã thất bại hoàn toàn khi mà không có đầy đủ với lại cái chi phí hiện nay của các nhân viên. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc của những người này. Trong khi đó thì một cách rất là mức rất là thẳng thắn thì 2% này, sự điều chỉnh này sẽ không có bù nổi với tình trạng lạm phát và sự chi phí của các công nhân của ngành liên bang. Đó là lời phát biểu của Randy Edwin, là chủ tịch của National Federal of Federal Employees, đã cho biết như trên. Và ông tổng thống Joe Biden đã không giữ đúng lời cam kết và mức tăng này quá thấp. Đây được xem là lời chỉ trích của đám nghiệp đoàn đưa ra ngay sau khi mà chính quyền Joe Biden quyết định là tăng 2% cho khối lương của những nhân viên dân sự làm việc trong liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì chính quyền Joe Biden đang giám sát ít nhất là 4 công ty hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà gọi là cấp điểm cho khách hàng để có thể có được những cái vé máy bay free. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Joe Biden đang giám sát chặt chẽ 4 công ty hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ trong các cái chương trình của họ, làm cách nào để khách hàng của họ và giới tiêu thụ có thêm điểm để có thể có được những cái chiêu đãi của các công ty hàng không này. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Pete Buttigieg đã viết cho tổng giám đốc của công ty American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và United Airlines trong ngày thứ năm, yêu cầu các công ty này phải cung cấp và báo cáo tất cả những chính sách, những lệ phí và kể cả những cái chương trình mà họ dành điểm cho khách hàng. Nhiều công ty giới tiêu thụ đã than phiền rằng các công ty đã không có tăng điểm cho họ cần thiết để họ có được những chuyến bay miễn phí và giới hạn rất nhiều những cái ghế của họ khi mà họ mua với bằng cái gọi là cái điểm. Trong đó thì ông Petit cho biết rằng cái chương trình này là đáng lý là phải mang cái giá trị cho khách tiêu thụ. Tuy nhiên thì họ đã bị giới hạn rất nhiều, đặc biệt là trong những cái chuyến mà viếng thăm gia đình của họ hoặc những cái chuyến vacation. Và nó không giống như là những cái chương mục tiết kiệm truyền thống, và cái việc mà trao những cái điểm này đã bị kiểm soát bởi công ty và họ gần như thay đổi tất cả những giá trị trên. Và chúng tôi yêu cầu họ cung cấp tất cả những chính sách, những cái chương trình ưu đãi của họ dành cho khách hàng kiếm thêm điểm, tức là cái point, thay vì là họ phải bỏ tiền, họ có thể dùng những cái điểm này để có thể lấy vé. Đây được xem là một trong những cái giám sát mới nhất của chính quyền Joe Biden nhắm vào ít nhất là 4 công ty hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ. Trong đó họ nói rằng đã có những cái hành động gọi là phân biệt đối xử trong chính sách dành cho những người trả tiền và những người dùng điểm để mà mua vé máy bay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thân phụ của kẻ nổ súng trong trường học tại Georgia đã chính thức bị bắt giữ. Bản tin mới nhất cho biết thì thân phụ của thiếu niên bị cáo buộc là nổ súng trong một trường trung học ở Georgia khiến 4 người bị thiệt mạng và gây thương tích cho 9 người khác đã bị bắt giữ và bị truy tố tội sát nhân cấp 2 theo tường trình của giới chức đưa ra vào ngày thứ năm. Colin Gray, 54 tuổi, là thân phụ của Cole Gray, đã bị truy tố ít nhất là 4 tội danh về tình trạng gọi là ngộ sát và 2 cái tội danh liên quan tới gọi là sát nhân cấp 2 và 8 tội liên quan tới việc mà thiếu sự quản lý đối với con cái của mình. Và đó là một trong những cái bản báo cáo của cơ quan điều tra Georgia đã bỏ trên trang mạng xã hội và không có chi tiết được cung cấp thêm. Tuy nhiên trong cuộc họp báo thì dự tính là trong chiều tối ngày nay họ sẽ đưa ra một cái cáo trạng chính thức. Tại Georgia thì tội sát nhân cấp 2 có nghĩa là người này có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của một người khác và trong đó gần như là được xem là đối với là trẻ em và đối với những người giám hộ trẻ em, và trừng phạt này là từ 10 năm cho tới 30 năm tù, được xem là một cái tội ác độc và có một cái trọng tội và cái mức tối thiểu, cái mức tối đa là án tù chung thân. Các giới chức cho biết họ cũng sẽ truy tố Cole Gray, 14 tuổi, trong vai trò là một tội phạm tương tự như một người trưởng thành sau khi mà có vụ bắn diễn ra tại trường học Alabama
High School ở bên ngoài thành phố Atlanta. Lệnh truy nã bắt giữ này đã được nhìn thấy hãng thông tấn AP và cáo buộc rằng cậu này đã sử dụng một cây súng trường tự động và mở cuộc tấn công. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái vụ gọi là xả súng ở tại Georgia, nơi mà được xem là có một cái sự lo sợ của các phụ huynh khi con em của họ đang đối diện với sự nguy hiểm trong trường học. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Sở Thuế tuyên bố rằng họ đã phục hồi được 1.3 tỷ tiền thuế chưa chi trả. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tài chánh và Sở Thuế liên bang trong ngày thứ 6 cho biết họ đã phục hồi được 1.3 tỷ tiền thuế và chưa trả từ những cá nhân trong một cái nỗ lực mới nhất. Trong đó họ nói rằng là đã cung cấp bởi 60 tỷ Mỹ Kim cho cái việc hiện đại hóa sở thuế trong việc mà gọi là tập trung vào cái môi trường tập trung vào cái đạo luật gọi là Inflation Reduction Act. Và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã cam kết rằng sẽ giám sát tất cả cái sở thuế trong 10 năm trong cái dự luật đã được thông qua vào hồi năm 2022 và tranh luận rằng có những cái hành động sách nhiễu người dân Hoa Kỳ một cách thiếu công bằng khi mà liên quan tới vấn đề thuế của họ. Và cựu Tổng thống Trump đã cam kết vào ngày thứ Năm là sẽ không chi trả cho sở thuế dựa trên cái đạo luật Inflation Reduction Act, trong đó hàng tỷ Mỹ Kim đã được thu hồi từ sở thuế. Và sở thuế dự tính là sẽ chi ra khoảng 10.6 tỷ Mỹ Kim để cho tới hết tài khoá năm 2024 và nó sẽ kết thúc vào ngày 30 tây tháng 9, trong đó gần 50 tỷ Mỹ Kim đã được thu hồi. Trong đó khi đó thì cái ngân sách được xem là tiêu xài này đã gia tăng so với cái thâm thủng ngân sách của liên bang đã lên tới 100 tỷ Mỹ Kim trong vòng một thập niên tới, bởi vì cơ quan này đã càng lúc càng lớn hơn. Và đây được xem là một trong những cái báo cáo của sở thuế đưa ra, và họ nói rằng họ thu hồi 1.3 tỷ tiền thuế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và mức tăng trưởng việc làm đã bất ngờ cả không đạt được như ý vào tháng 8, và trong đó mức thất nghiệp đã lên tới 4.2%. Bản tin mới nhất cho biết thì mức thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã gia tăng trái với dự tính trong tháng 8 và ở mức là 4.2%. Trong đó thì gần như cho thấy rằng là số lượng việc làm đã không nhiều. Và hiện nay thì bản tin cho biết thì số lượng việc làm đã có thêm là 142.000 việc làm vào tháng trước, sau khi giảm đi ít nhất là 89.000 việc làm trong tháng 7. Và Bộ Lao động đã đưa ra bản biểu đồ của họ trong ngày thứ 6. Và các nhà kinh tế gia cho thấy rằng là việc mà gia tăng 160.000 việc làm này so với lại 114.000 việc làm trong tháng 7, và ước lượng rằng có khoảng mức từ 100.000 việc làm cho tới 245.000 việc làm. Và mức thất nghiệp hiện nay là 4.2%, được xem là tăng cao hơn so với tháng trước. Và điều này cho thấy rằng là tình trạng thất nghiệp đã ngoài dự tính của phía Bộ Lao động Hoa Kỳ. Và điều này có thể dẫn tới tình trạng nguy hiểm và sự tăng giá cả đang là một khó khăn cho người dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những lời cáo buộc của công tố viên là các tay trùm ma túy đã chi trả cho ít nhất là hai nhân viên CPP, tức là tuần tra biên giới, để cho ma túy lọt vào Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì có hai nhân viên của cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới đã bị cáo buộc làm việc với những tay trùm ma túy của Mexico để cho phép những chiếc xe chở đầy những chất fentanyl, heroin và cocaine cũng như là methamphetamine thông qua tất cả những cái hệ thống kiểm tra của họ ở phía nam, ở biên giới của California. Các công tố viên cáo buộc là Jesse Clark Garcia và Diego Bonillo là những kẻ đã có những cái quyền lợi và đã nhận được hàng chục ngàn Mỹ Kim mỗi một cái chuyến xe mà họ nói rằng là chở vào Hoa Kỳ và không có sự giám sát, theo tường trình của tờ San Diego Tribune đã đưa ra vào ngày thứ Năm. Trong đó thì họ đã không nêu tên của những tay trùm ma túy này. Và việc cáo trạng này tố cáo là Garcia và Bonillo đã có cho phép ít nhất là 1.150 pound các loại ma túy vào Hoa Kỳ cho ít nhất là 5 lần từ tháng 4 năm 2021 cho tới tháng 2 của năm nay. Và tổng số gọi là số lượng này được xem là khá lớn. Và trong đó thì chi tiết của cái vụ án này đã được đưa ra sau khi mà có một cái giờ lệnh truy nã đã được công bố vào ngày thứ 3 bởi tòa án liên bang ở San Diego, trong đó đã được đưa ra bởi các công tố viên trong những tháng gần đây. Và trong đó thì văn phòng biện lý của San Diego đã không cho biết là việc bắt giữ này trong các cáo trạng trên nhắm vào các nhân viên tuần tra biên giới và quan thuế. Garcia và Bonillo đã bị bắt giữ vào đầu tháng 5
sau khi có cuộc điều tra dẫn đầu bởi cơ quan FBI văn phòng tại San Diego và cái cơ quan đặc nhiệm về chống tham nhũng ở biên giới, theo tường trình cho biết. Và việc bắt giữ này diễn ra đúng một tháng sau khi mà đồng nghiệp của họ là Leonard Daniel Short đã ra tòa trong một cái vụ án tương tự, và một tòa liên bang đã kết tội Short vào tháng 6 khi nhận hàng trăm ngàn Mỹ Kim tiền hối lộ để đổi lại cho phép những kẻ buôn ma túy đã sử dụng các cái chiếc xe băng ngang qua cái trạm kiểm soát ở tại San Ysidro, và trong đó gần như nằm sát biên giới của Tijuana. Đây được xem là một trong những cáo buộc mới nhất của công tố viên đưa ra về tình trạng mà các nhân viên làm trong quan thuế và tuần tra biên giới đã cố tình để cho những chiếc xe chở ma túy loạt lọt qua khỏi cái trạm kiểm soát ở biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho biết là cơ quan DHS, tức là Bộ An ninh Nội địa, đã che giấu tất cả những thông tin về những di dân bất hợp pháp nằm trong danh sách khủng bố. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa tại Arkansas đòi hỏi chính quyền của Joe Biden giải thích là tại sao không công bố trên toàn quốc về những cá nhân mà FBI đã đưa vào danh sách khủng bố đã bất hợp pháp băng ngang qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Trong lá thư gửi cho Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Alejandro Mayorkas đề ngày thứ Năm, ông Cotton đặt câu hỏi về tình trạng dựa trên cái gọi là bảo vệ cái gọi là dữ liệu cá nhân của những nghi can di dân bất hợp pháp và tình nghi là khủng bố đã quyết định giữ lại tất cả những thông tin này, và nói rằng họ không cung cấp thông tin với động cơ chính trị để che giấu tất cả những bằng chứng về cơn khủng hoảng tại biên giới. Tôi nghi ngờ là có cái lý do thật sự mà quý vị đã không làm đúng theo luật pháp, cung cấp những thông tin về những nghi can khủng bố, và trong đó kể cả quốc tịch họ, và nó gần như là dựa trên cái luật gọi là bảo vệ cho quyền tư ẩn. Và điều này rõ ràng là có sự lo ngại của là lưỡng đảng và trong đó báo động với người dân Hoa Kỳ. Ông Cotton, người phục vụ trong vai trò là thành viên của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Quân sự của Hạ viện, đã viết trong lá thư: một lần nữa, quý vị đã chống lại và quý vị đã cố tình che giấu các bằng chứng về chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris đã gây ra cơn khủng hoảng tại biên giới. Ông Cotton đã viết vào tháng 10 năm 2023, đài truyền hình Fox News với cái dựa trên cái đạo luật gọi là Freedom of Information Act đã yêu cầu Bộ An ninh Nội địa là phải công bố tất cả danh sách của những công dân mà FBI đã lên danh sách là những nghi can khủng bố băng ngang qua biên giới một cách hợp pháp ở phía Nam. Và ông Cotton đã viết rằng là phía DSS đã từ chối và không có cung cấp những tên tuổi của những cá nhân này dựa trên cái gọi là bảo vệ quyền tư ẩn cá nhân, và người dân Hoa Kỳ có quyền biết được ai là những kẻ băng ngang của biên giới của chúng ta, đặc biệt là những di dân bất hợp pháp có quan hệ với khủng bố. Và điều này là quý vị cần phải đáp ứng, và quý vị đã cố tình dùng cái việc bảo vệ cho cái quyền tư ẩn cá nhân để che đậy tất cả những điều này và che giấu cơn khủng hoảng tại biên giới cho chính quyền của Kamala Harris và Joe Biden. Đó là một trong những cái bản tin mà ông Tom Cotton đã lên án gay gắt Bộ An ninh Nội địa. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Whitmer đã lên tiếng bác bỏ các cuộc thăm dò cho rằng bà Harris đã dẫn trước ông Trump 5 điểm tại tiểu bang này. Bà lên tiếng, bà nói rằng đây không phải là sự thật. Thống đốc đảng Dân Chủ của Michigan là bà Gretchen Whitmer đã bác bỏ những cuộc thăm dò của các cơ quan truyền thông thiên tả cho rằng là bà phó tổng thống Kamala Harris đã dẫn trước ông Trump 5 điểm, và bà nói rằng đây không đúng là sự thật. Những gì làm cho tôi lo sợ và các cuộc thăm dò này gần như là bà Kamala Harris dẫn trước 5 điểm ở Michigan. Đây không phải là sự thật, bà Whitmer đã phát biểu như trên. Và điều này chúng ta sẽ có một cuộc chạy đua rất là sát sao. Tôi tin rằng chúng ta có thể thắng và chúng ta sẽ thắng. Tuy nhiên thì cái điều này phải dựa trên sự thật. Và bà Whitmer chỉ ra cho thấy là trong cái cuộc thăm dò của CNN trong tuần này cho thấy bà Harris đã dẫn trước 5 điểm trước ông Trump. Ở Michigan hiện nay chúng ta có Kamala Harris và Donald Trump, và chúng ta có 3 người khác ở trên cái lá phiếu bầu. CNN đã không thực nghiệm điều này, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy được cuộc thăm dò có lợi cho Kamala Harris và chúng ta không cảm thấy là thoải mái khi mà quý vị đã ngủ quên ở tại Michigan. Đây được xem là lời phát biểu của bà thống đốc của tiểu bang Michigan đảng Dân Chủ, và bà này đã bác bỏ cái việc mà đài CNN cho rằng là tại đây bà Kamala Harris gác điểm ông Trump lên tới 5 điểm, trong đó họ không nhắc nhở tới tên của những ứng cử viên khác gồm có James Oliver của đảng Libertarian là 1%, và ứng cử viên của đảng Green là bà Steele, cũng như là một số những ứng cử viên độc lập khác. Đây được xem là lần đầu tiên một thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ và là thống đốc của tiểu bang Michigan đã bác bỏ các cuộc thăm dò của những cơ quan truyền thông khuynh tả hiện đang tìm cách thổi phồng cho Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông thống đốc tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz đã chi ra 448.000 Mỹ Kim cho một nhóm trong đó thúc đẩy đưa những tù nhân chuyển giới vào trong các tù nhân nữ. Bản tin mới nhất cho biết thì ông thống đốc của tiểu bang Minnesota là Tim Walz, văn phòng của ông ta đã chi ra 448.000 Mỹ Kim tiền thuế của người dân cho một tổ chức được xem là cực tả và có cái ngôn và có cái gọi là bất vụ lợi để giúp đưa một ít nhất là một trong những tù nhân chuyển giới trong đó đưa vào nhà tù nữ ở tiểu bang theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Trong năm 2022 thì Sean Paul, mà có trụ sở đặt tại khu vực Sean Paul, tức là một cái tổ chức tên gọi là Gender Justice đã đưa ra cái gọi là phân biệt đối xử với giới tính, trong đó nhắm vào cái cơ quan nhà tù của tiểu bang Minnesota trong việc mà tù nhân chuyển giới là Christina Lutz đã nằm ở trong cái điều kiện mà họ cho là tệ hại. Và ông thống đốc đảng Dân Chủ và là ứng cử viên phó tổng thống này đã chi ra khoảng 448.940 kim tiền thuế của người dân năm sau đó để cho chuyển cái tù nhân chuyển giới này từ nhà tù nam hoặc nhà tù nữ. Và trong đó thì Gender Justice đã lên tiếng tranh luận rằng cơ quan quản trị tù nhân của tiểu bang Minnesota đã có sự phân biệt kỳ thị đối với lại Lutz, được xem là đã bị nhốt trong nhà tù nam và trong đó gần như là bị cách ly và sau khi mà người này được chuyển giới và vốn bị bắt giữ từ năm 2018, trong đó thì Lutz đã bị báo cáo là đã có hành động gọi là chuyển giới sau khi mà giải phẫu thẩm mỹ và chuyển giới và điều kiện trả tự do cho người này là bắt đầu là từ năm 2012. Sau đó thì 5 năm, người này đã nhận án tù 5 năm và theo tường trình của tờ Post cho biết thì trong cái đơn kiện chấm dứt vào tháng 5 năm 2023 khi mà 495.000 Mỹ Kim đã thỏa thuận để mà có thể bồi thường và trong đó Lutz đã có được khoảng 245.903 Mỹ Kim tiền mặt và Gender Justice đã có khoảng 198.000 trong cái tiền luật sư phí của họ và đây được xem là số tiền mà ông Tim Walz đã chi ra sau khi mà ông ta đã chuyển tù nhân này là vốn là một người chuyển giới vào nhà tù nữ và đây được xem là một trong những cái tai tiếng mà ông này đang phải đối diện tại tiểu bang Minnesota. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu là trận bão Yagi đã tấn công vào khu vực là thềm lục địa của cả Trung Quốc và Việt Nam, gây ra sự hỗn loạn mới ở tại thành phố Hải Phòng cũng như ở tại thành phố Hà Nội. Trong đó thì thứ nhất là khiến cho nhiều tuyến đường giao thông ở tại đây hỗn loạn, nhiều cây xanh đã bị sập xuống và đè lên các chiếc xe, khiến một người ít nhất là bị tử vong. Bên cạnh đó thì gió lốc lớn của trận bão này đã bắt đầu thổi vào thành phố Hà Nội từ ngày 6 tới tháng 9 và trong đó gần như là nhiều người lái xe hai bánh đã bị gió lốc cuốn khiến cho họ phải ngã xe và bị gió lốc cuốn đi. Bên cạnh đó thì nhiều con đường đã bị ngập lụt cũng như là ở thành phố Hải Phòng một cái chung cư cũ kỹ, hàng trăm người đã phải di tản ra khỏi chung cư này vì e ngại rằng trận bão sẽ kéo sập cái chung cư này. Bên cạnh đó thì trước khi trận bão đánh vào thì thành phố Hà Nội đã bị kẹt xe khủng khiếp sau khi mà báo động về cơn bão được xem là siêu bão tại Việt Nam. Và kết quả khi mà trận bão này đánh vào khu vực của Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh thì nhiều cây xanh ở trên thành đường phố Hà Nội đã bị sập và bị gió thổi sập và trong đó nhiều cây đã được trồng một cách sơ sài và bây giờ trở thành một cái trở ngại lớn và khiến cho nhiều xe đã bị hư hại. Đây được xem là một trong những cái trận bão lớn nhất đánh vào phía Việt Nam. Trong lúc đó thì phi trường Nội Bài vì e ngại rằng trận bão này sẽ khiến cho các chiếc máy bay sẽ bị trôi đi thì phía thành phố Hà Nội và kể cả cái phi trường Nội Bài đã nghĩ tới cách là dùng dây buộc da máy bay lại và buộc các cái máy các cái sườn của máy bay, thân cánh của máy bay cũng như là họ bắt đầu là dùng những cái cục sắt và những cái đồ chẩn để cho bánh máy bay không có bị lăn đi. Đây được xem là một trong những cái lo ngại của hãng Vietnam Airlines và họ buộc chặt tất cả những cái bánh xe cũng như là họ ràng chặt tất cả những bánh xe của máy bay vì sợ rằng trận bão sẽ thổi mạnh và khiến cho chiếc máy bay sẽ bị lăn bánh ra khỏi bãi đậu và có thể gây nguy hiểm cho khu vực phi trường cũng như là có thể sẽ khiến cho tình trạng mà máy bay khi mà bị kẹt lại như vậy có thể sẽ hư hại các cánh máy bay từ những chiếc máy bay của Vietnam Airlines. Đây được xem là một trong những cái cách đối phó của phi trường Nội Bài trong lúc mà trận bão đánh vào Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay.
và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, để tránh tình trạng gọi là bị thiếu điện. Giờ đây thì một trong những chủ tịch của cái gọi là Hiệp hội về Phong Điện và Thái Dương Điện tại Bình Thuận lên tiếng cảnh báo là tình trạng thiếu điện nếu như mà không có cho họ điều chỉnh giá cả điện theo thị trường và tiếp tục bị kiềm chế bởi chính quyền cai trị. Bản tin mới nhất cho biết thì người này gọi là Bùi Văn Thịnh, là chủ tịch của Hiệp hội Phong Điện và Thái Dương Điện ở Bình Thuận, đã lên tiếng và nói rằng phải để cho họ phải tính giá điện theo giá thị trường và không nên kiểm soát giá điện để khiến cho tình trạng thiếu điện xảy ra. Đây được xem là tình trạng đang diễn ra tại Việt Nam và có nhiều nơi đã bị cúp điện luân phiên bởi vì không đủ điện để cung cấp cho các cái thị trường sản xuất và thị trường tiêu thụ. Và hiện nay để duy trì cho thị trường sản xuất thì phía Cộng sản Việt Nam đã cho cắt điện luân phiên ở các khu gia cư, tức là điện tiêu thụ. Và điều này đã dẫn tới tình trạng mà khó khăn cho cái ngành điện bởi vì họ không có thể bán giá điện theo thị trường, bị kiềm chế bởi chế độ cai trị và trong đó họ phải nhập điện với giá cả rất là cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, sau khi mà có cuộc điều tra của cảnh sát Campuchia và bắt giữ hàng trăm người thì phía Cộng sản Việt Nam cho biết là họ đã nhận lại ít nhất 60 người đã bị lừa gạt qua Campuchia với lại một cái gọi là làm việc nhẹ lương cao, và những người này đã bị lừa vào trong tất cả những cái casino và phải làm việc trong kỹ nghệ tình dục cũng như là bị tra tấn và thậm chí là bị tấn công tình dục. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới những cái trò lừa gạt trên mạng xã hội và trong đó cam kết rằng sẽ có việc nhẹ lương cao, và cuối cùng những người này đã bị lừa gạt tới Campuchia và bị nhốt ở trong những cái nhà được xem là ổ chuột hoặc là ở trong những cái hầm của các sòng bài để bắt đầu phục vụ tình dục hoặc là phải buôn bán những cái thứ ma túy và chuyển giao ma túy cho những tên được xem là trùm băng đảng tại đây. Và bây giờ thì bản tin cho biết là phía Cộng sản Việt Nam đã được phía Campuchia yêu cầu nhận lại ít nhất là 60 công dân của họ trong cái vụ lừa gạt lớn nhất tại Đông Nam Á, và trong đó gần như những người ở Đài Loan, ở Philippines, ở Thái Lan và ở Việt Nam đều bị lừa gạt tới Campuchia với cái lời quảng cáo là việc nhẹ lương cao, và điều này đã khiến cho Cộng sản Việt Nam đã phải lúng túng đối phó với nạn buôn người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!